Tiểu sử hơn án Facebook Cao Mỹ Duyên nữ sinh giao gà Điện Biên. Tìm hiểu chân dung tiểu sử hơn án và tài khoản Facebook Cao Mỹ Duyên nữ sinh giao gà chiều 30 Tết ở Điện Biên bị sát hại. Báo chí đưa tin nhiều về vụ nữ sinh Điện Biên nhưng phần lớn đều che mặt nên khiến độc giả không biết rõ về dung nhan của Cao Thị Mỹ Duyên. Hiện tại Facebook nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên với nickname Duyên Mỹ Smile đã được chuyển sang trạng thái tưởng niệm, một tính năng dành cho những tài khoản người qua đời của Facebook. Facebook của nữ sinh giao gà chiều 30 Tết Cao Mỹ Duyên tại địa chỉ Duyên Mỹ Smile, bạn có thể gõ nickname này lên thanh tìm kiếm Facebook thì sẽ cho ra kết quả tương xứng. Hiện tại chưa có người thân nào đứng ra tiếp quản nick này, nhưng nhiều người đã báo cáo với Facebook để mạng xã hội lớn nhất thế giới biết rằng nữ sinh này đã qua đời nên chuyển tài khoản Facebook Cao Mỹ Duyên sang trạng thái tưởng nhớ. Bài đăng mới nhất trên Facebook Duyên Mỹ, nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên chiều 30 Tết là tá tút cập nhật ảnh bìa từ ngày 1 tháng 2 năm 2019 tức 27 Tết trước thời điểm xảy ra vụ việc. Trước đó vào ngày 28 tháng 1 năm 2019 tức 23 tháng Chạp âm lịch, nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên còn đăng loạt ảnh về quê ăn Tết, khoe dáng bên những chậu đào mai rất đẹp. Nhưng giờ thì các bức hình này lại gợi nhớ cho người xem nỗi xót thương vô bờ đến cho cô gái 22 tuổi xấu số. Chân dung tiểu sử nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên, Điện Biên. Cao Mỹ Duyên sinh năm 1997, năm nay vừa tròn 22 tuổi, hiện đang là sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên, quê quán trú tại đội 5, xã Thanh Hương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Có mẹ là chị Trần Thị Hiền, sinh năm 1975. Cao Mỹ Duyên chính là nữ sinh giao gà chiều 30 Tết gây xôn xao dư luận trên địa bàn Điện Biên. Thực ra, người chính của gia đình Duyên không phải là bán gà, mà chỉ là người tay trái kiếm thêm đầu bạc dịp Tết về. Năm nay cũng như mọi năm thì nữ sinh Cao Mỹ Duyên về quê ăn Tết phụ giúp bố mẹ ra chợ bán gà, nhưng đây lại là lúc mà năm kẻ nghiện ngập trên địa bàn đã bàn mưu tính kế nhằm đích xác thực vào cô gái trẻ này. Vụ việc ban đầu nổi lên mạng xã hội Facebook với từ khóa nữ sinh giao gà chiều 30 Tết. Cụ thể chiều 30 Tết, nữ sinh Cao Mỹ Duyên đi xe quay màu đỏ mang biển số 27H1-7407 chở 13 con gà đi giao cho một người đàn ông. Nhưng khoảng 2 giờ sau khi không thấy con về, gia đình đã trình báo công an. Hai hôm sau thì người ta phát hiện chiếc xe của nạn nhân cách đó 20 km. Đến sáng mùng 3 Tết, thi thể của Cao Mỹ Duyên được tìm thấy trước chuồng lợn bỏ hoang, trong tình trạng chỉ mặc áo, quần lót và tử vong do rít cổ, nghi đã bị xâm hại thân thể. Công an đã vào cuộc điều tra bắt 5 nghi phạm, trong đó người đi mua gà rồi bắt cóc Cao Mỹ Duyên là Vương Văn Hùng, còn kẻ chủ mưu tính kế rủ đồng bọn lên kế hoạch và cũng là kẻ chính tay sát hại nữ sinh giao gà là Bùi Văn Công, anh rể của Vương Văn Hùng. Chúng đều là những thành phần nghiện hút trên địa bàn tỉnh Điện Biên, bị chính quyền địa phương quản thúc. Bùi Văn Công đã lên kế hoạch hãm hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên rồi bàn với Hùng để tìm cách tiếp cận. Chúng giả vờ đặt 10 con gà rồi gọi điện điều Duyên tới vị trí hoang vắng rồi xếp cổ nữ sinh cho tới ngất. Đó là chiều 30 Tết, rồi chúng thay nhau hãm hiếp Cao Mỹ Duyên, xong xuôi chúng nhốt Duyên trên xe bán tải rồi để gần nhà. Cả năm lại tiếp tục thay phiên hành hạ thân xác nữ sinh Cao Mỹ Duyên, do tới ngày 3 Tết khi thấy nạn nhân có dấu hiệu xuống sức nên tìm cách bịt đầu mối. Hình ảnh nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên được tìm thấy cạnh chuồng lợn bỏ hoang với cảnh thiếu vải khiến bất kỳ ai cũng chạnh lòng. Chính vợ cũ của Bùi Văn Công khi về quê chúc Tết gia đình nhà chồng đã phát hiện ra thi thể nạn nhân rồi báo cho Công, nhưng Công vẫn bình thản như không có gì. Cả năm tên thủ phạm đều rất lì lợm, khai nhỏ giọt, đánh lừa cơ quan điều tra, thậm chí công an đã phải khai cuộc khám nghiệm tử thi lại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên, thật là đau lòng. Một số nguồn tin cho rằng nữ sinh giao gà chiều 30 Tết Cao Mỹ Duyên ở Điện Biên mang thai 4 tuần trước khi bị sát hại, nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào xác minh thông tin này. Đó có thể là thông tin thất thiệt vì gia đình Cao Mỹ Duyên còn hứng chịu nhiều lời gièm pha như việc nữ sinh giao gà quen biết với thủ phạm, hay mẹ của nữ sinh hay khoe khoang tình của nên bị kẻ gian nhắm tới.